Khảo cổ quần lót nhạy cảm 130 năm tuổi của người Inuit. Các nhà khảo cổ vô cùng bất ngờ trước sự hiện đại của phụ nữ bộ tộc Inuit 130 năm trước. Các chuyên gia khảo cổ học mới đây đã phát hiện ra chiếc quần lót lọt khe thongs của phụ nữ được làm bằng da, lông thú của chú hải cẩu biển tại Greenland. Qua nghiên cứu, các nhà khảo cổ học nhận thấy đây là chiếc quần của phụ nữ Inuit, người Eskimo sống trong thế kỷ thứ 19. Trong đó, chiếc quần này đã được người phụ nữ Inuit mặc cách đây 130 năm. Chiếc quần được trang trí thêm hạt và có thể được khâu ráp với nhau qua bàn tay khéo léo của một người phụ nữ. Peter Todd, chuyên gia về quần áo lông thú thuộc Bảo tàng Quốc gia Đan Mạch cho biết, những chiếc quần lót này sẽ được phụ nữ Inuit mặc như một món đồ trang sức, thậm chí họ vẫn tự tin mặc chúng khi tiếp khách hoặc đi thăm họ hàng của mình. Phần hạt thủy tinh, chúc lông phía trước, dây trang trí hai bên được gắn thêm lông sẽ là điểm nhấn của chiếc quần thon này. Khi rời khỏi cộng đồng của mình, những người phụ nữ Inuit sẽ mặc thêm lớp quần phía bên ngoài. Do thời tiết ngoài trời ở Greenland khắc nghiệt, nên người Inuit trang bị thêm cho mình một vài bộ trang phục ấm áp, được may từ da, lông của những chú tuần lộc. Những chiếc quần thon làm từ da hải cẩu sẽ giúp cản gió, chống lại sự ngấm nước rất tốt. Nó sẽ giúp cho mồ hôi không bị đóng băng khi ở trong thời tiết giá rét. Chiếc quần này được may bằng da của những chú tuần lộc. Người Inuit thường săn bắt hải cẩu, cư trú chủ yếu dọc bờ biển phía đông của Greenland để lấy da và thịt. Sau đó, những người phụ nữ Inuit sẽ làm sạch da, loại bỏ dấu vết của thịt và lớp mỡ. Phần da còn lại sẽ được xử lý và khâu với nhau bằng kim. Hiện chiếc quần này sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Dân tộc học quốc gia tại Đan Mạch.